Xin chào mọi người đã đến với kênh YouTube của mình. Thôi, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn vẽ một bức tranh nha. Không sao, lấy con Baron được rồi. Cái xẻo mẹ. Nên con mày bỏ tao cả đêm không hả? Chấm. Nhiều ngồi mệt như con chó ngoài đấy. Nhiều cứ ngồi chơi. Thì chỉ nghe cái con mày ấy thắng đi lẻ là gì? Thắng đi lẻ được mẹ. Đi lẻ chó mày nghe tao nói gì không? Đã. Ai nghe cũng nghe. Không được, không được như thế. Thế là hư. Thế là hư đấy bạn. Mì lao nháo tối bút cho ra đường ngủ. Tối lên đây ngủ hàng anh đi anh. Anh có chế chấp đầu. Lên đây thì sợ sướng quá, nhìn mẹ máy đủ chó ghê để chơi thâu đêm đó, phải căn nét tự tiền. Tớ là đến tầm 12 giờ anh em cứ ra tắm biển ngủ rồi. Đúng rồi. Làm gì trong phòng? Đố biết đấy. Tạm. Cái đầu học ở đâu? Có rồi chị không? Không. Mấy gì đó? Anh chị làm gì này? Đây. Mấy gì bây giờ? Phần con Lý Tu. Hả? À kìa. Làm gì? Mày ơi! Mày cầm hò nó làm đùa nó thôi. Không biết qua chị. Lại quay lại. Không, bà ấn lên bắt đầu đi. Chị đi, chị nhớ mẹ ao phải dụ như thế mà. Ôi, dài, chị quá khó chịu. Ôi, Đâu có thấy rồi. Đâu mình chơi được. Ôi, nó có tâm hành à. Tâm hành đâu có lồng gió mày. Tất cả biến. Phải chết ai đi không? Nếu mà tao thì phải sẽ chết ai đi trong bụi đấy. Ui, thế mày thấy được? Thì mày sống. Kiểu gì nó biết giờ là chẳng đuổi nhưng mà nó không có đánh được. Nó đang mua nó gà đấy chứ không có tầm nhìn. Nó cũng xài nó có còn này nó biết máu được mà. Đi. Thằng này nó không xử lý thì nuốt thôi chứ nó đi đường. Cái solo kia nó cũng này cả đánh được. Nó xin hệ. Đã được không? Thắng cô đâu à? Quay đánh luôn. Yes, cây. Bố. Từ từ bị chặn giấy ra. Từ lên khóc á. Ok nha mọi người. Nó kéo bình một cái. Kinh 53 nặng, kinh 46 nặng, gần 100 nặng. Kết mất. Thôi thôi thì mẹ dặn xuống nữa kìa, về đi một nặng nữa là rồi xoắn trăm rồi. Chỉ thấy chiếc đằng nặng. Lùi nào. Bắt đầu á, úi dồi ôi. Lại nhốt. Bỏ đi lại đi nha, bố đầu. Con nào lại quen. Chịu. Bạn sợ à?
mẹ vào muốn bổ món nhá. Yo.
vào hiện trí ở này mình không đi ngay. Mọi người ơi, đi mày cay không? Ê, thế này chết. Thế là để không? Chết, gai lắm chết. Ok mọi người. Thôi ra, để quá. Thôi nhà đi. Đã gì em? Chưa chắc đã xong. Không làm có chịu lắm. Ok nha. Đây là bức tranh của mình sau khi mình đã tô màu xong nha. Mọi người mình có thể tham khảo nha. Cảm ơn mọi người đã xem video của mình. Hẹn gặp mọi người ở những video lần sau. Bye bye, hẹn gặp lại mọi người.